Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ. Làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý anh chị Tân Hợi 1971 thân mến, một số ít người, rất ít thành công là nhờ may mắn, còn đâu ai đã đứng trên đỉnh vinh quang thường là do bản thân họ xứng đáng. Chỉ là nỗ lực của họ thường người đời không nhìn thấy mà thôi. Tân Hợi 1971 cũng là như vậy, nỗ lực trong im lặng, chăm chỉ làm việc không có lời thở than, cặm cụi xử lý vấn đề không có thời gian mà chán nản, vất vả ngược xuôi, thân tâm mệt mỏi nhưng vẫn cười như thể đời không có chuyện, nên lắm người nhìn vào tưởng họ nhàn tản lắm thay, lại có người giỏi trên đời rất nhiều. Những người thành công thường là người có khả năng chịu được áp lực, đó là điều làm nên sự khác biệt của bạn, ngã 7 lần đứng dậy 8 lần. Lắm lúc chỉ đơn giản là như vậy, Tân Hợi đã ngã bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, bao thiệt hại từ người đời tạo ra, giúp họ bớt nhiều phần nghiệp quả. Để đường đời càng lúc càng thuận may, chỉ là trống rỗng, thất bại do bản thân mang tới, có lẽ mất cả đời Tân Hợi mới có thể nguôi ngoai. Trong giai đoạn tương lai gần trước mắt, năm 2024 là một trong những năm tháng đẹp nhất trong đời dành cho Tân Hợi. Đây là thời điểm có nhiều may mắn, tài lộc dồn dập đổ về túi, bản mệnh sẽ đón nhiều vận may tới tấp trên vận trình của mình. Vậy những vận may bản mệnh tuổi Tân Hợi gặp phải là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành, được Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Tân Hợi vận may bùng nổ, hưởng lộc trời. Siêu giàu có người luôn muốn sống những ngày tháng tĩnh lặng, bình yên, nhưng thế giới thật sự lại xô bồ tựa như sông lớn cuồn cuộn chảy. Bạn phải không ngừng tiến bước thì mới đạt đến được mục tiêu, bạn phải học biết chấp nhận ủy uất mới có thể đứng vững trước phong ba của cuộc đời. Một người trưởng thành không chỉ là chịu được khổ, mà còn chịu được ủy uất. Thử hỏi có ai trong quá trình trưởng thành mà chưa từng nếm trải qua mùi vị cay, đắng, ngọt, bùi. Đừng quá dễ dàng để lộ sự yếu đuối trong tâm, học biết chấp nhận hết thảy những gì bản thân cần phải gánh vác. Đừng quá tùy tiện nói rõ những nhếch nhác trong cuộc sống của bản thân, mà hãy học biết đối diện với hiện thực rối rắm, phức tạp này. Đừng quá dễ dãi nhận thua trước số phận. Nếu nó bảo bạn khóc, bạn hãy để bản thân mỉm cười trong sự kiên trì, bền bỉ. Chỉ cần chúng ta có thể gánh vác thì không trốn tránh. Học biết quý tiếc, ý chí kiên cường, đời người sẽ tràn đầy sức sống. Đôi lời gửi tới anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Anh chị Tân Hợi à, con người của bạn là tổng hòa của những kinh nghiệm, trải nghiệm, học thức, trình độ, nhân cách và tư duy. Tuy nhiên, thế nhân thích đánh giá người khác bằng những sai lầm trong quá khứ. Đừng quá bận tâm, bạn đã và đang tiến bộ. Sai lầm mà bạn phạm phải hay thất bại mà bạn gây ra không phải thứ dùng để đánh giá con người bạn, để sự thành công cất tiếng nói thay cho bạn, để sự thành tựu là minh chứng cho thế nhân nhìn vào. Một năm 2023 nhiều trăn trở bạn đã trải, mong bạn đừng chán nản trong cái đoạn 2024 quan trọng này. Có lắm lúc với cái tính cách của bạn, bạn cũng chẳng biết hay chẳng để tâm ai đang sân hận, ai đang thù hằn mình đâu, nên cũng chỉ là lời nhắc nhở đơn thuần. Hãy cứ sống đời mình mong, hãy cứ làm điều mình muốn, ai sân kệ họ, ai ghét mặc người. Một vài người đang giận dữ đối với bạn vì bạn đang không vất vả hay không khổ sở giống như những gì họ mong chờ, hy vọng bạn sẽ luôn giữ được điều đó, cho họ thất vọng dài lâu. Trong những thời khắc khó khăn, sẽ không ai xuất hiện để cứu bạn cả, tự bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề của bản thân. Giống 2023 đã qua vậy, nên tốt nhất nếu có lặp lại một lần nữa những trường hợp khó khăn, hãy tự cứu chính mình trước khi quá muộn. Hoặc hãy tận dụng tốt cái năm thuận hòa 2024 này để của cuộc đời không còn một lần nào tiếp tục rơi vào hoàn cảnh bộn bề, suy tư. Thỉnh thoảng hãy nhìn vào sự thật giản đơn, bạn không cần quá tài giỏi hơn người khác, bạn chỉ cần kỷ luật và chăm chỉ hơn người khác. Với Tân Hợi, lười là căn bệnh trầm kha, nó triệt tiêu đi những cái tiềm năng của chính mình, vui với bạn, thú với bè, đam mê những cái sở thích cá nhân, chỉ khiến tốc độ tự thành của bạn chậm lại. Bạn đừng quên bạn muốn hưởng cái gì, muốn đặt chân đến nơi nào, chịu khó kỷ luật 4 năm trong cái thời điểm quan trọng này. Những gì bạn được hưởng ở sau đấy, bạn sẽ không ngờ được đâu. Điểm dừng chân trong cuộc hành trình của 1971 là ở năm 2027. Đấy là năm họ đạt được cái đỉnh ưu việt trong kiếp nhân sinh của mình, ổn công việc, an gia đình, tựu thành cho những dự định dài lâu. Nhưng trước đó, họ cần phải giải quyết sự khó khăn cùng cực trong 2025 trước khi có thể đạt được thành tựu lớn. An yên trong hậu vận của bản thân, nói một cách giản đơn, trước khi chạm đích ở 2027, Tân Hợi cần giải quyết nốt đoạn đường nhấp nhô ở 2025. Việc chạm đích ở đây không có nghĩa là dừng lại hay cuộc sống kết thúc,
Nó giản đơn là năm bạn có được những nền tảng thật sự vững mạnh để không còn tiếp tục phải lo toan. Sau khi có được nền tảng đấy rồi, việc có làm tiếp hay không, có phát triển tiếp hay không là do bản thân Tân Hợi lựa chọn. Không như hiện tại, lắm thứ thân bất do kỷ, không muốn làm nhưng vẫn cứ phải vất vả ngược xuôi. Vì Tân Hợi là một cái tuổi đã có sự trưởng thành và phân nhánh trong những lựa chọn cuộc đời nhất định, nên bản thân mình rất ít khi nhắc tới, vì khó có một sự lựa chọn chung tổng quan cho họ. Tuy nhiên, trong cái đoạn 2025 đến 2027 quan trọng này, thì hầu hết sự vận hành của Tân Hợi sẽ đều tương đồng cả nhau. Vậy nên để vượt qua 2025 một cách dễ dàng nhất và đạt được đỉnh 2027 một cách viên mãn nhất, sẽ chỉ xin nhắc nhớ Tân Hợi 5 điều thế này. 1. 2024 là năm của sự chuẩn bị, nên những gì Tân Hợi đang gặp phải đã giải quyết và sẽ đối diện vẫn còn dễ dàng lắm thay. Nên cần tranh thủ 2024 mà hoạch định tương lai, nghiêm túc tính toán cho những giai đoạn sắp tới của bản thân. 2. Lại nói 2025 là một năm khó khăn của bản thân Tân Hợi, nhưng hạn không phải là mưa đá từ trên trời rơi xuống, mà một phần hạn sẽ là những thứ được thai nghén từ hiện tại 2024. Nên sẽ có những dấu hiệu hoặc giả những hạt mầm tiêu cực trổ từ thời điểm bây giờ. Nếu bạn đủ tỉnh táo và đủ thông thái để nhìn nhận thấu đáo, bạn sẽ giải quyết được phần nào những dấu hiệu này. Một phần hạn còn lại sẽ do người ngoài mang tới, nó có thể là đối tác, là người bạn cưu mang hoặc giả cũng có thể là người thân trong gia đình, kể cả là những người và bạn thương yêu. Tin tưởng, họ sẽ gây ra vấn đề và tống cho bạn giải quyết, nên tốt nhất không có cái tâm hại người thì cần có cái lòng phòng người, đường đời sẽ đỡ mỏi mệt hơn vài phần. 3. Hạn chế cả nể, hạn chế cả tin, chỉ cho vay khi bạn xác định có thể mất khoản đó. Tránh tuyệt đối việc lấy uy tín, danh dự hay quan hệ vị trí của bản thân ra bảo lãnh cho bất kỳ ai, dù có là họ hàng hay bạn bè thân thiết, hay người ta đảm bảo với bạn họ sẽ thế lọ thế chai. Lọ chai thường chỉ để bán đồng nát, nên cuối cùng người nai lưng ra gánh do tin lời hứa hão vẫn cứ là Tân Hợi mà thôi. 4. Rất tiếc khi phải nói rằng, Tân Hợi không phải bản mệnh có nhiều tham vọng, sự giỏi họ có, sự uyên bác họ nhiều, nhưng họ thiếu sự tham lam, yếu tố quyết định để đạt được hết thành tựu trong khả năng của mình, họ cũng thiếu tính dám tranh giành. Cùng với thiếu sự quyết liệt mưu mô, thành thử họ sẽ chỉ vui vầy trong khu vườn của bản thân, chứ ít khi thỏ chân đi sang đất người lạ mà chinh chiến. Tính cách của Tân Hợi thích hợp là một người nghiên cứu hoặc giả một người quan sát ngắm dòng đời nhiều hơn, tuy nhiên không có sự tham. Nhưng Tân Hợi có một yếu tố là nguồn cơn của động lực cho những sự lao động chăm chỉ của bản thân. Đấy là việc họ sống giàu tình cảm có trách nhiệm với những người yêu thương, xuê xoa với bản thân mà cầu toàn cho ba mẹ, vợ chồng, con cái, mình thì thế nào cũng được, mà luôn mong những điều tốt nhất dành cho những người mình quan tâm nhất. Đây sẽ là động lực để Tân Hợi phấn đấu, nhằm tạo ra một điều kiện lý tưởng nhất để chăm sóc cho thế giới nhỏ của bản thân mình, nên dù có chuyện gì khó khăn đến với bạn trong 2025, mong bạn đủ can trường mà vượt qua, lấy những người bạn yêu thương tiếp tục làm động lực phấn đấu, để đạt được sự an yên trong cái năm 2027 tiếp kế này. 5. Có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước còn đang phát triển, Internet chưa có, con người hãy còn ban sơ. Nên cái thế giới quan, nhân sinh quan của Tân Hợi nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị chân, thiện, mỹ nhiều lắm. Là một Tân Hợi sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ, chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong bạn hiểu trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần, sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu. Đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam, cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Tân Hợi ta đáng được hưởng. Mong bạn sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài, hoặc giả có thể Tân Hợi sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế. Nhưng thời thế sẽ có cách để ép bạn phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép, hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể. Cứ nắm lấy cơ hội nếu thấy tiềm năng, có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn là để sử dụng, không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Quý vị thân mến, ngay sau đây, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về vận mệnh cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 này nhé. Theo tử vi, hình tượng lợn còn mang trong mình ý nghĩa của sự nhàn nhã, sung túc và no đủ. Do đó, những người sinh năm này thường được coi là người có số mệnh tốt, cuộc đời hạnh phúc, bình an. Những người tuổi Tân Hợi tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn, biết quan tâm, yêu thương mọi người, nên thường được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Người tuổi Tân Hợi vốn có tâm địa thiện lương, trọng tình nghĩa, không quá câu nệ tiểu tiết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
nên thường được nhiều người yêu mến, họ cũng khá hào phóng, không thích tính toán chi li, không làm điều xấu sau lưng người khác. Trong cuộc sống, họ là người suy nghĩ khá đơn giản, nên hiếm khi rơi vào cảnh bi quan, tiêu cực, dù có gặp phải khó khăn, họ cũng không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu, vì là người biết hưởng thụ, nên họ sẽ không để bản thân phải chịu khổ, dù là về vật chất hay tinh thần. Trong công việc, đây là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm, nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người, họ rất quan tâm, chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, làm mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Tân Hợi vốn thông minh, sáng dạ, có tài ăn nói nên hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, đa số họ lại khá ham chơi, dễ bằng lòng với cuộc sống, ít có chí tiến thủ, nên thường không hay gặt hái được những thành tích quá vang dội. Trong giao tiếp, họ thường hay phê bình và chê trách người khác nên dễ gây mất lòng người khác, dù bản chất là người tốt bụng, nhưng họ lại dễ xúc động, đôi khi hành xử thiếu suy nghĩ, có tính đố kỵ và ích kỷ. Tân Hợi nói vui thì đôi khi là một con lợn hơi ất ơ, hơi lười biếng trong những năm tháng đầu đời, nên điểm xuất phát của Tân Hợi sẽ chậm hơn so với một số con giáp khác. Khả năng là có, tài năng là đủ, nhưng thời vận cứ dồn lại, cứ nén xuống, cứ kéo dài mãi cho đến tận 7 dấu hiệu có căn lành, là người được Phật trời che chở hộ trì này, mới là điểm nở sắc bung hoa, khoe hương, khoe sắc của Tân Hợi. Đây là một tháng thành công tới, thành tựu về, đường đi thuận, tình cảm hay, vận thế may. Là một tháng toàn bộ những bỡ ngỡ, nhưng lo toan của Tân Hợi được ổn định, cho họ một nền móng, một nền tảng để xây lâu đài, mà bản thân mong muốn suốt những năm tháng sau này. Đây là tháng thiên thời có, địa lợi nhiều, nhân hòa lắm, tiện đường đẩy bước con lợn Tân Hợi tiến mạnh và tiến xa hơn nữa, hãy nắm bắt Tân Hợi nhé. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Tân Hợi đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Trong công việc, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Thời điểm này, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Về tài chính của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng, bạn cần giữ chữ tín, tạo được lòng tin với khách hàng, điều này sẽ khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp, tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Trong 7 dấu hiệu có căn lành là người được Phật trời che chở, hộ trì, do ảnh hưởng của nhiều hành tinh xấu, sức khỏe của bạn có thể gặp một số vấn đề, vì vậy hãy chăm sóc bản thân mình một cách cẩn thận hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông và đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Mặt hình duyên, với sự ổn định từ cục diện ngũ hành, bạn sẽ tỏ ra lạc quan hơn, tích cực hơn, dẫn đến sự sẵn lòng tham gia vào các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè và mở ra nhiều cơ hội để tìm kiếm người bạn đời lý tưởng. Nếu bạn đã kết hôn, hãy cùng vợ chồng hiểu và ủng hộ lẫn nhau để cùng nhau phát triển vững mạnh hơn. Tử vi cũng khuyên bản mệnh, hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tâm hồn của mình, đồng thời hãy lắng nghe và chia sẻ với người thân yêu. Điều quan trọng nhất là giữ cho tinh thần lạc quan, kiên nhẫn và trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh bạn để hòa mình vào cuộc sống một cách tích cực và hạnh phúc. Sau đây là vận trình chi tiết từng phương diện. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Tân Hợi trong 7 dấu hiệu có căn lành là người được Phật trời che chở hộ trì. Trong 7 dấu hiệu có căn lành là người được Phật trời che chở hộ trì này, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong tháng này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Tháng này, Tân Hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Tân Hợi đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu, Tân Hợi cũng nhận được sự yêu mến của mọi người.
Với các dự án, Tân Hợi được giao, Tân Hợi luôn hoàn thành xuất sắc. Bên cạnh đó, những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Tân Hợi có thể đổi hướng kinh doanh thêm một số lĩnh vực mới hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, Tân Hợi sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, Tân Hợi tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Tân Hợi nhận được tín nhiệm từ nhân viên cấp dưới, mà sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó, khiến nhiều người đều phải ngạc nhiên về tài năng của Tân Hợi. Tất nhiên, trong tháng không thể không tránh khỏi những rủi ro bất ngờ ập đến, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi. Đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, họ sẽ không ngần ngại nhân thời cơ bạn sơ sẩy nào đó, đẩy Tân Hợi xuống vực sâu, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Bản mệnh cần làm ngay lúc này, bạn phải bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình, đó chỉ đắc lợi cho kẻ xấu sau lưng Tân Hợi mà thôi. Về tài lộc, con giáp 1971 Tân Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc trong tháng này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn, bạn không còn phải lo lắng về vấn đề chi tiêu trong tháng này nữa. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Nhưng bạn cũng đừng vui mừng quá, bạn nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau, kẻo một sơ suất của bạn khiến mọi thứ đổ sông, đổ bể hết. Trong tháng tới, sự nghiệp thăng tiến bản mệnh đang dồn hết tâm trí vào công việc. Tuy nhiên, bạn cũng nên dành thời gian chú ý đến sức khỏe của mình. Ai cũng muốn sự nghiệp phát triển ổn định, có đồng ra, đồng vào, nhưng việc đó ảnh hưởng tới sức khỏe thì bạn nên xem xét, điều chỉnh lại thời gian làm việc của mình hợp lý, kẻo sẽ có hối hận đáng tiếc. Về sức khỏe, để rèn luyện sức khỏe, bạn có thể đi bộ, đạp xe, tới phòng gym để tăng cường thể chất. Thời gian này, bạn dễ bất cẩn, gây nguy hiểm khi lái xe, tham gia giao thông, có người có thể trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ bệnh tật, giúp sức khỏe tốt hơn. Bảy dấu hiệu là người có căn lành, thời tiết đang chuyển mùa, khi thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp, rất dễ gây nên những cơn chuột rút ở chân. Để phòng tránh hiện tượng này, cần tăng cường các thực phẩm giàu canxi, bên cạnh đó cần nghỉ ngơi khoa học, có thể bổ sung nguồn canxi trong các thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, trong các loại ngũ cốc và các loại hạt, rau xanh như rau muống, củ cải đường và trong các loại thịt, hải sản như cá, tôm, cua. Về tình cảm, theo tử vi, bảy dấu hiệu có căn lành là người được Phật trời che chở, hộ trì dưới sự tác động của ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tân Hợi trở nên thuận lợi hơn. Hai người có thể cùng ngồi lại trò chuyện với nhau, nhờ đó mà có được những kế hoạch phù hợp cho tương lai. Ngoài ra, đã đến lúc cần lắng nghe nửa kia chia sẻ về kế hoạch, xem bạn có thể hỗ trợ được việc gì giúp người ấy đi đúng hướng. Dù công việc bên ngoài bận rộn thế nào, bạn cũng nên dành thời gian cho người thân trong gia đình. Nếu bạn từng làm tổn thương ai đó, thì đây là lúc xoa dịu họ bằng những lời xin lỗi chân thành, không khí trong nhà sẽ đầm ấm và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Quý vị thân mến, để được bình an, may mắn thì ai chẳng muốn, nhưng làm cách nào để có được may mắn và cuộc sống bình yên thì chưa ai nói cho bạn biết. Ngay sau đây, Lộc Phú Quý sẽ luận giải cho anh chị một số vật phẩm phong thủy về tài vận, cho anh chị nhiều may mắn và thành công. Tượng rùa phong thủy. Rùa là con vật nằm trong bộ tứ linh long, đi, quy, phụng, mang sức mạnh của huyền vũ, với ý nghĩa là núi vững chãi che chở sao nguyệt. Rùa được tôn thờ và là một trong những bảo bối phong thủy giúp hóa giải khá nhiều thế xấu trong nhà ở cho người tuổi Tân Hợi 1971. Tuy nhiên,
So với những linh vật khác như phượng hoàng hay rồng, loài rùa là sinh vật có thật và luôn sẵn sàng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để tiến về phía trước. Bầy rùa trong nhà ở giúp mang lại bình an, vượng phát và khí khởi cho tuổi Tân Hợi 1971. Tượng thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ nó thường ngậm đồng tiền cổ trong miệng, thể hiện cóc mang tài lộc cho người tuổi Tân Hợi 1971. Người Hoa từ xưa đến nay đều tin rằng, nếu họ nhà cóc ở dưới giếng, ao, hồ nhà bạn, thì gia đình bạn có thể tránh khỏi những nguy hiểm rình rập. Như vậy cóc biểu tượng cho điềm lành. Đã vậy đây lại là cóc tài lộc nữa, nên người Hoa lại rất trân trọng ở hàng thứ hai sau vật phẩm số 1 là Tỳ Hưu, Kỷ Hưu. Tượng heo phong thủy. Người tuổi Tân Hợi 1971 mà đặt lợn ở góc, ở cung tài lộc Đông Nam để thu hút vận may về sự giàu sang. Có thể bày trên bàn trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng, bày trên bàn thờ, két bạc, bàn làm việc. Tượng Phật Di Lặc phong thủy. Người xưa quan niệm, trong túi oải của Phật Di Lặc chứa rất nhiều châu báu vàng bạc, đá quý, tượng trưng cho cuộc sống giàu sang. Thịnh vượng hoặc tượng Phật sẽ đi cùng với các hình tượng đồng tiền vàng, thỏi vàng, đặt tượng ở góc Đông Nam để cầu thịnh vượng hoặc phía Bắc ở nơi làm để cầu thăng tiến cho người tuổi Tân Hợi 1971. Hồ lô phong thủy. Hồ lô phong thủy có tác dụng chế sát bằng việc hút sát khí kỳ diệu của quả hồ lô, bởi quả hồ lô sẽ có quỹ đạo hút khí theo hình chữ S. Quả hồ lô sẽ hút và phá hủy tà khí cho người tuổi Tân Hợi 1971. Chính vì thế mà khi ta cho rượu vào quả hồ lô và đậy nắp vào, thì rượu sẽ ngon hơn, nhanh ngẫu hơn. Tượng bắp cải phong thủy. Trong phong thủy, bắp cải được ví như chiếc túi dùng để chứa tiền tài, của cải, và khi tiền đã vào chiếc túi này thì sẽ sinh sôi, nảy nở cuồn cuộn không ngừng. Bắp cải giúp mang lại may mắn, thu hút tài lộc rất hiệu quả, nên thường được đặt ở vị trí trang trọng. Tốt nhất nên chọn vị trí thuộc cung tài lộc của gia chủ tuổi Tân Hợi 1971. Tượng Tam Đa Tiên Thánh phong thủy. Cả ba vị thần hợp lại tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc, tức là một cuộc sống trường thọ, có tài lộc và quyền lực cho người tuổi Tân Hợi 1971. Bình Ngọc phong thủy. Bình là biểu tượng của hòa bình, bình an và thuận lợi cho tuổi Tân Hợi 1971. Tùy vào các loại hoa được chọn để cắm, bình sẽ mang ý nghĩa biểu tượng nhất định. Mặt Phật Bất Động Minh Vương phong thủy. Theo sự truyền thừa của Mật giáo, Minh Vương là Như Lai, vì nhiếp phục kiếp nạn để độ hóa chúng sinh và tuyên dương chân ngôn diệu pháp mà biến hiện thành chư tôn tướng phẫn nộ, Bất Động Minh Vương lại là ứng, hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thụ giáo mệnh của Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường an trụ trong lửa tam muội, tiêu trừ chướng nạn và sự ô uế trong ngoài, tiêu diệt tất thảy ma quân oán địch. Vòng tay phong thủy. Người mệnh kim như tuổi Tân Hợi 1971 nên đeo thạch anh có màu thuộc thủy như màu xanh, vàng hoặc các màu thuộc mộc như xanh lá cây, xanh da trời hoặc màu thổ như vàng đậm, nâu đất, tím đậm. Như vậy người mệnh kim sẽ được an toàn, sức khỏe tốt, không cần lo lắng. Quý vị thân mến, mỗi ngày bạn hãy đọc một lần, đến khi mọi thứ dần thay đổi, làm người chỉ cần tính cách tốt mọi chuyện đều sẽ ổn. Hiểu về đạo làm người và tập áp dụng hàng ngày để cuộc sống tốt hơn, để đạt được an lạc, hạnh phúc và thành công. Thứ nhất, học cách nhận sai. Con người thường không chịu nhận sai, luôn đổ lỗi cho người khác, nghĩ rằng bản thân là đúng, kỳ thực không nhận sai đã là một lỗi sai. Đối tượng nhận sai có thể là bố mẹ, bạn bè, các mối quan hệ xã hội, thượng đế, thậm chí là nhận sai với cả con cái hay người không tốt với bạn. Khi ấy, bản thân chúng ta chẳng mất gì, ngược lại còn thể hiện lòng độ lượng của bạn. Thứ hai, học cách dịu dàng. Răng người thì cứng, còn lưỡi lại mềm. Khi đã đến cuối cuộc đời, răng rồi sẽ rụng hết, còn lưỡi lại không thể rụng. Đời người rất dài, nếu chỉ cứng sẽ chỉ chịu thiệt. Tu dưỡng lớn nhất của đời người chính là trái tim dịu dàng. Thứ ba, học cách nhẫn. Trong cuộc sống này, biết nhịn một chút gió yên biển lặng, nhường một bước trời cao biển rộng, nhẫn rồi mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhẫn chính là biết cách xử lý, biết giải quyết, dùng tri thức, năng lực để biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để sống, để tồn tại. Có chữ nhẫn có thể thấu hiểu hết mọi tốt xấu của cuộc đời, thậm chí tiếp nhận nó, cả đời bình an vô sự nếu như học được những điều sau. Thứ tư, lắng nghe và thấu hiểu. Khi thấu hiểu những kiến thức cần thu thập, thấu hiểu hiểu người khác, hiểu hoàn cảnh và hiểu môi trường ta đang sống nhiều hơn, ta sẽ bình an hơn trong cuộc sống, vì sự thấu hiểu nhiều hơn sẽ giúp ta sống hòa nhập tốt hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Đặc biệt, hiểu người khác là bắc được chiếc cầu nối cảm thông và yêu thương, mở rộng tâm từ bi của đạo Phật đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Nếu ta cứ khư khư mong người khác hiểu mình và mình không chịu hiểu người khác,
thì mọi việc trở nên nặng nề, áp lực và bất an. Khi hiểu người khác càng nhiều, sân giận càng ít, bình an càng có mặt thường xuyên hơn trong tâm thức. Hãy hướng đến sự bình an thật sự hơn là so kè từng chút một để tranh nhau đúng sai, hay dở, hơn thua, được mất. Đức Phật dạy rằng, một trong những phẩm chất của một vị sứ giả của Đức Phật ở đời, thay Phật hoằng hóa chúng sanh, là biết lắng nghe và biết làm người khác lắng nghe. Trong một bài kinh, Đức Phật dạy rằng, lắng nghe và thấu hiểu là những tiêu chuẩn của người biết lo cho mình và biết lo cho người, đó là mẫu người biết học các điều hay. Lẽ phải, học nhanh, có trí nhớ tốt, chịu khó lắng nghe, tư duy về những điều đã học, đã nhớ, hiểu rồi là ứng dụng trong cuộc sống. Thêm vào đó, người này còn có khả năng liệt kê, mô tả mạch lạc, rõ ràng, phân tích nghĩa cặn kẽ các vấn đề, dạy bảo, nhắc khuyên, động viên người khác học và làm vui lòng người khác. Thứ năm, học cách buông tay. Đời người cũng giống như cục tẩy, khi cần thì dùng đến, khi không cần hãy đặt nó xuống, lúc cần buông hãy buông, đừng giống như kéo một chiếc vali thật nặng, mãi không tự do. Cuộc đời con người là hữu hạn, nhận sai, tôn trọng, bao dung, buông tay, như vậy mới có được tự do. Hành động từ chính bản thân mình, mỗi tối trước khi đi ngủ hãy tự hỏi bản thân hôm nay mình có tức giận hay không. Thứ sáu, học cách tha thứ. Tha thứ là thuốc chữa lành vết thương sân hận trong lòng mình, ôm giữ cơn giận chẳng khác này nắm lấy hòn than nóng ném vào người khác. Dù có ném đúng vào họ hay không, tay ta bị bỏng trước tiên, khi nào chưa thể tha thứ được cho ai đó, ta tự giam cầm mình trong ngục tù của đau khổ và bất an, chứ không phải ta đang giam cầm đối tượng làm tổn thương đến mình. Do vậy, hãy tha thứ càng sớm càng tốt cho bản thân mình vậy. Thứ bảy, học cách giao tiếp. Giao tiếp mà kém sẽ dẫn đến những chuyện không hay, cãi vã và hiểu lầm. Thứ quan trọng nhất chính là giao tiếp, cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau tha thứ, cùng nhau giúp đỡ. Mọi người đều là bạn bè tốt, nếu chỉ biết cãi nhau, không giao tiếp thì làm sao có hòa bình đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.